Chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh trị liệu tâm trí và cơ bản năng lượng của kênh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi bạn sử dụng luật hấp dẫn, bạn có thể tạo ra mọi khía cạnh trong thực tế của mình, bao gồm việc thu hút một người cụ thể, hàn gắn mối quan hệ và để người yêu cũ quay lại cuộc sống của bạn, không quan trọng tình huống của bạn như thế nào, nó đều có thể trở nên tốt hơn video này dành cho tất cả những ai thắc mắc về việc vận dụng luật hấp dẫn cho tình yêu của một người cụ thể hãy tiếp tục lắng nghe để tìm ra cách biểu hiện tình yêu mà bạn mong muốn làm thế nào để thu hút một người cụ thể bằng cách sử dụng luật hấp dẫn vì tình yêu để thể hiện một con người cụ thể luật hấp dẫn tình yêu hoạt động bằng cách tập trung vào bạn đó không phải là về người khác đó là về bạn đôi khi đây có thể là phần khó nắm bắt nhất của luật hấp dẫn bởi vì khi có một người mà chúng ta yêu hoặc bị thu hút họ là tất cả những gì chúng ta có thể nghĩ về chúng ta nghĩ rằng giải pháp là sử dụng luật hấp dẫn để khiến người đó yêu chúng ta hoặc chú ý đến chúng ta nhưng luật hấp dẫn là về bạn suy nghĩ của bạn cảm xúc của bạn và rung động của bạn vì vậy làm thế nào để bạn tập trung vào bản thân để luật hấp dẫn có thể mang lại cho bạn một con người cụ thể thể hiện mối quan hệ với ai đó dễ dàng hơn bạn nghĩ một khi bạn vượt qua bất kỳ cảm giác cô đơn đau lòng hoặc bất kỳ niềm tin hạn chế nào quá trình này khá đơn giản và nhanh chóng sau đây là các bước bạn cần tập trung để nâng cao rung động của bản thân để khiến luật hấp dẫn hoạt động hiệu quả thứ nhất hãy tin vào bản thân nhận ra bạn là người tuyệt vời và người khác nghĩ gì về bạn không quan trọng bạn không cần phải làm cho người khác thích bạn hoặc yêu bạn sự tự tin là điều không thể cưỡng lại và sẽ thu hút mọi người đến với bạn điều thứ hai tập trung vào điều tích cực hãy bỏ qua mọi suy nghĩ tiêu cực của bạn chẳng hạn như khó tìm được ai tại sao họ không thấy tôi tốt như thế nào và sẽ không có ai yêu tôi bạn có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời khiến bạn xứng đáng được mọi người yêu mến và chú ý những người khác chú ý đến bạn và đánh giá cao bạn có tình yêu thương xung quanh bạn hãy để nó vào khi bạn để nó vào và tập trung vào điều tích cực bạn sẽ thay đổi sự rung động của mình và mở ra cánh cửa cho luật hấp dẫn tình yêu để mang lại cho bạn con người cụ thể của bạn điều thứ ba yêu mà không sợ bị tổn thương điều đáng sợ nhất của tình yêu là mở lòng với nó khi bạn tự cởi mở có khả năng bạn sẽ bị thương nếu bạn sợ bị thương bạn có thể vô thức ngăn cản ai đó đến gần bạn như bạn muốn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và hoàn toàn mở lòng đón nhận tình yêu bạn sẽ thể hiện tình yêu mà bạn muốn Điều thứ tư, mọi người bị thu hút nhiều nhất bởi nụ cười và tiếng cười. Khi bạn đang có khoảng thời gian vui vẻ, những người khác sẽ chú ý và muốn ở bên bạn. Vì vậy, hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc, cho dù đó là xem một bộ phim hài hước, hay đến nơi yêu thích của bạn để ăn trưa, hay tận hưởng cuộc sống của bạn. Bạn càng có nhiều niềm vui, bạn càng có thể thu hút một người cụ thể nhanh hơn. Điều thứ năm, nhìn thấy điều tích cực tập trung vào những điều tốt đẹp về con người cụ thể mà bạn muốn luôn hấp dẫn mang lại cho bạn tìm kiếm một cái gì đó để đánh giá cao nếu bạn đang có mối quan hệ với người ấy bạn sẽ bắt đầu thấy hành vi của người ấy thay đổi và mọi thứ bắt đầu cải thiện giữa hai bạn điều thứ sáu đánh giá cao sự tương phản hãy hạnh phúc vì những gì bạn đang có một khi bạn có thể hạnh phúc trong thời điểm này những thứ bạn muốn sẽ bắt đầu có hiệu lực bao gồm cả đời sống tình cảm của bạn điều thứ bảy sẵn lòng để người kia đi đây là một trong những phần khó nhất của luật hấp dẫn đối với tình yêu khi thu hút một người cụ thể bạn biết bạn muốn ở bên người ấy nhưng bây giờ bạn cần phải sẵn sàng đánh mất họ chỉ khi không ở bên họ bạn mới có thể mở ra con đường cho luật hấp dẫn để thu hút người cụ thể đến với bạn. Theo luật hấp dẫn, cho đến khi bạn cảm thấy ổn với việc có thể mất người ấy, bạn sẽ khó có được mối quan hệ như mong muốn với người ấy. Bạn phải ổn khi không có người ấy. Bất cứ điều gì bạn quyết định làm, hãy tập trung làm những gì khiến bạn hạnh phúc. Đừng lo lắng vì mọi thứ với người cụ thể của bạn mọi lúc. Tập trung vào chăm sóc bản thân, yêu thương bản thân luật hấp dẫn sẽ mang đến cho bạn tình yêu như ý muốn. Sau khi bạn đã hiểu rõ ràng rằng, để vận dụng luật hấp dẫn hiệu quả về tình yêu là bắt đầu từ bạn. Bạn có thể áp dụng thêm 3 bước sau đây để làm cho luật hấp dẫn về tình yêu hoạt động nhanh chóng hơn nữa. Bước thứ nhất, yêu cầu vũ trụ cho điều bạn muốn. Mỗi ngày, bạn gửi yêu cầu tới vũ trụ cũng như tới tiềm thức của bạn dưới dạng suy nghĩ mọi thứ bạn nghĩ về đọc về nói về và để tâm đến đều là nói cho vũ trụ biết bạn đang muốn thu hút những điều đó vào cuộc sống của mình đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với bạn là phải có chủ đích hơn về những suy nghĩ mà bạn cống hiến cho vũ trụ bạn càng rõ ràng và tập trung hơn vào những gì bạn thật sự muốn bạn càng dễ dàng thu hút những điều đó vào cuộc sống của mình ví dụ bạn muốn ai đó là người yêu của bạn bạn sẽ cảm thấy thế nào khi đã đạt được mục tiêu của mình bạn sẽ làm gì trong ngày của bạn bạn sẽ dành thời gian cho ai bạn càng tập trung vào những gì bạn muốn thay vì những gì bạn không muốn bạn sẽ thể hiện ước mơ và mục tiêu của mình nhanh hơn bước thứ hai tin rằng bạn sẽ đạt được điều mình muốn chỉ tập trung vào những gì bạn muốn thôi là chưa đủ bạn phải tin rằng điều đó là có thể nếu bạn nghĩ về những gì bạn muốn nhưng trong lòng bạn lại nghi ngờ không biết mình sẽ đạt được nó bao giờ thì cuối cùng bạn sẽ gửi những tín hiệu hỗn hợp đến vũ trụ điều này sẽ phản hồi lại cho bạn những kết quả khác nhau vấn đề là hầu hết mọi người đều có những niềm tin hạn chế khi họ không cho phép sự dồi dào và hạnh phúc vào cuộc sống của họ bạn nên bắt đầu thực hiện công việc tư duy sẽ giúp bạn giải phóng những niềm tin hạn chế của mình và thay thế chúng bằng sự hiểu biết rằng bạn xứng đáng bạn đáng yêu và có khả năng đạt được bất kỳ mục tiêu nào bạn có thể tưởng tượng bước thứ ba nhận những gì bạn muốn bây giờ để nhận được những gì bạn mong muốn bạn phải có tần số rung động phù hợp với những gì bạn muốn thu hút vào cuộc sống của mình cách dễ nhất để làm điều đó là tạo ra những cảm xúc tích cực về tình yêu niềm vui sự đánh giá cao và lòng biết ơn trong suốt cả ngày của bạn bạn cũng có thể thực hành cảm nhận những cảm xúc bạn sẽ trải qua nếu bạn đã có những gì bạn muốn điều này sẽ kích hoạt tiềm thức của bạn để biến những cảm giác tưởng tượng đó thành hiện thực cuối cùng đừng quên thực hiện hành động nhất quán để đạt được mục tiêu của bạn ý định rất mạnh mẽ nhưng bạn phải hành động để có kết quả nếu bạn muốn thu hút tình yêu vào cuộc sống của mình hãy là tình yêu mà bạn muốn thu hút hãy yêu thương và rộng lượng với người khác và với chính mình đánh giá cao tình yêu mà bạn có trong đời và tìm cách thể hiện nó bạn càng tạo ra nhiều rung động của tình yêu bạn sẽ gửi tín hiệu đến vũ trụ càng mạnh mẽ và có thêm sức mạnh để thu hút tình yêu vào cuộc sống của bạn. Thiền định là một hình thức luyện tập tuyệt vời để kích hoạt luật hấp dẫn và nuôi dưỡng tâm trí minh mẫn tích cực. Hãy thực hành thiền đơn giản sau đây để tăng cường nhận thức của bạn. Tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt và tập trung vào việc thở chậm lại. Lặp lại một từ hoặc cụm từ nâng cao tinh thần chuyển sang trạng thái yên tĩnh. Hãy tưởng tượng bạn được bao quanh bởi một quả cầu ánh sáng. Nếu bạn chưa quen với việc thực hành thiền, suy nghĩ của bạn sẽ trôi dạt và tâm trí của bạn lúc đầu sẽ đi lang thang. Hãy nhớ đừng làm khó bản thân khi điều này xảy ra. Đây chỉ là một phần của việc học cách thiền định. Vấn đề không phải là kiểm soát suy nghĩ của bạn hoặc cố gắng làm trống trọng suy nghĩ trong đầu cả hai điều này đều không thể nó chỉ đơn giản là để nhận thức rõ hơn về suy nghĩ của bạn một khi bạn nhận thấy bản thân đang nghĩ những suy nghĩ tiêu cực hoặc không phù hợp với bạn hãy để chúng qua đi và đưa tâm trí của bạn trở lại hiện tại thực hành thiền định đều đặn sẽ giúp xóa tan tâm trí phiền nhiễu làm sạch suy nghĩ và tăng cường kết nối tâm linh của bạn với vũ trụ Điều này tự nhiên sẽ giúp bạn trở thành một người tích cực hơn và thu hút nhiều điều tốt đẹp vào cuộc sống của bạn. Và các bạn có thể lắng nghe video về thiền chánh niệm mà Quốc Anh đã chia sẻ ở danh sách phát để có thêm thông tin hữu ích. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn ngoài ra các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại